đây là đường Nguyễn Trãi. Đoạn đường này cũng khá là già, rất là già luôn. Nên là mình cứ chạy thôi. Nguyễn Trãi tự nhiên cái chỗ mà cái ngã tư, cái ngã ba, cái đường là gì Đặng Thái Thinh với lại đường Nguyễn Trãi thì có một cái am thờ, có một cái bàn thờ nhỏ nằm giữa. Đường Nguyễn Tri Phương để trái sang đường Nguyễn Tri Phương. Gọi là chở hàng hóa cồng kềnh, mình có nói đó là cồng kềnh, hàm chi có mấy chục ngàn, mất quá thì được ba hơn chừng 40-50 ngàn đó thôi, nhưng mà bị giao hàng bắt đó là tới mấy trăm ngàn.
đó là và chị đó bị hết xăng. Xe mình cũng gần hết xăng rồi, còn có hết xăng rồi. Mà không biết có đủ chạy về tới quận tư hay không, hay xui không biết được. Nhưng mà giờ cũng không có chỗ để đổ xăng đâu. Ờ có, ở dưới góc kia làm như có cái xăng phải. Đây là đường An Dương Vương. Gà nướng thay hoa combo 59k. Chắc là quay tóc đi. Sắp lên rồi. Thang đi đến 12 là nơi em rồi. Đâu đó khoảng gần là 1 tháng rưỡi nữa. 1 tháng vài ngày nữa là cả nơi em. Thật ghê. Petro không muốn đổ sang ở Sài Gòn Petro đâu, muốn Petro đi Petro. Còn đúng là mất xăng luôn. Nhưng mà mệt nếu như vậy á, mình nghĩ chắc cũng chạy được 10 km nữa. Hay là dư sức từ ở đây chạy về Vũng Tây rồi. Những xà mà giống như là thắng đất hay là dần đường đỏ nhiều quá rồi qua lên đó thì nó sẽ hao xăng hơn so với cái việc mà mình chạy mà mình giữ đồ ra. Xe cơ lắc cuối cuối đầu xe cơ lắc đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyễn Văn Cừ. Dạ, anh hiểu cái kiểu gì á, chạy xuống cầu hay cái dốc kia mà bấm điện thoại. Lúc đó ba chạy mà chưa thì là kiếm chùa, kiếm núi, kiếm cuối, kiếm mà chưa, các thứ, tận chùa, các bà điểm.